thân ái kính chào quý vị khán giả của Việt TV. Kính thưa quý vị khán giả, Đào Tăng Dực vốn là một luật sư, nhưng vì ngáo cái gọi là dân chủ tư sản nên luôn luôn nhân danh dân chủ, đấu tranh cho dân chủ để xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam nhằm chống phá đảng, nhà nước và phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam bằng nhiều thông tin độc hại. Trong bài viết Võ Văn Thưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ trương thà mất nước còn hơn mất đảng, đăng trên trang báo Tiếng Dân. Thứ nhất là Đào Tăng Dực đã bẻ cong sự thật và xuyên tạc sự kiện đồng chí Võ Văn Thưởng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bầu vào chức danh chủ tịch nước vào ngày 2 tháng 3 năm 2023 với số phiếu rất cao, là do được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tuyển chọn và được Quốc hội bù nhìn bầu. Thưa quý vị, là những cái chữ này Bảo Ngọc để trong ngoặc kép. Công tác cán bộ của Đảng, nhất là công tác nhân sự lãnh đạo cấp cao như việc bầu chức danh chủ tịch nước được tiến hành không phải chỉ do được tuyển chọn mà chính là đồng chí Võ Văn Thưởng đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tiêu chuẩn, phẩm chất, đạo đức, trí tuệ cũng như những điều kiện của chức danh chủ tịch nước. Thực tế thì những thông tin miễn nhiệm chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, việc Quốc hội bầu phê chuẩn chức danh chủ tịch nước của đồng chí Võ Văn Thưởng đã được thông tin đầy đủ trên các phương tiện thông tin truyền thông. Song vì muốn bẻ cong sự thật, cố tình khuấy động dư luận nên những người như Đào Tăng Dực liên tục xuyên tạc sự thật vấn đề này bằng những cái trích dẫn điều 88 mục 2 5 của Hiến pháp năm 2013 để cho rằng việc thanh trừng ông Nguyễn Xuân Phúc và bầu chọn ông Võ Văn Thưởng không hề làm cho vận mệnh đất nước sáng sủa hơn, vì đó là cuộc thanh trừng nội bộ. Những cái từ này Bảo Ngọc để trong ngoặc kép. Thưa quý vị, là vận mệnh của đất nước có được hòa bình, thống nhất, độc lập, ngày càng phát triển phồn vinh, hùng cường hay không? Nhân dân Việt Nam có được sống trong tự do, hạnh phúc, ấm no hay không? Chắc chắn không phụ thuộc vào những người chỉ cào bàn phím, mà phụ thuộc vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiên định con đường đã lựa chọn đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự đồng lòng ủng hộ, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân cũng như vào đường lối chủ trương đúng đắn của Đảng và hệ thống chính sách, pháp luật ngày càng được bổ sung, hoàn thiện của nhà nước. Sự thật này không chỉ được ghi nhận trong văn kiện các kỳ đại hội Đảng, trong những thông tin về các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh quốc phòng, đối ngoại của Việt Nam được đăng tải trên truyền thông của nhà nước Việt Nam mà còn đăng tải ở trên hãng thông tấn báo chí nước ngoài đánh giá và bình luận. Vì thế mà cái việc mượn ý trong bài phát biểu nhận chức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng để cho rằng sự bám víu vô điều kiện vào chủ nghĩa Mác Lênin chứng tỏ rằng ông Võ Văn Thưởng ngày nay không khác gì Nguyễn Văn Linh sau ngày Hiệp ước Thành Đô với Cộng sản Trung Quốc được ký kết năm 1990 và các thành phần cho bu của Cộng sản Việt Nam ý thức rằng đi với Trung Quốc có thể mất nước, đi với Mỹ thì có thể mất đảng, nhưng thà mất nước còn hơn mất đảng. Những cái câu này Bảo Ngọc cũng để trong ngoặc kép. Và thưa quý vị, là cái sự thâm độc phản động của Đào Tăng Dực nó đã thể hiện rõ ở trong từng câu chữ. Việt Nam chúng ta không đi với ai, mà Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Hơn nữa, thực tế không phải chỉ Việt Nam mới thực hiện chế độ một đảng cầm quyền mà còn nhiều quốc gia khác, và các quốc gia đó vẫn phát triển như Cuba, Triều Tiên, Trung Quốc, chứ không phải là trong một chế độ độc đảng, không cạnh tranh, tập thể cai trị biến thành một định chế quyền lực cứng nhắc. Thì khi có sự xung đột giữa sự sống còn của quốc gia và sự sống còn của đảng phái thì quyền lợi và sự sống còn của Đảng Cộng sản Việt Nam có thể sẽ bị diệt vong, như là cái tên Đào Tăng Dực suy diễn. Và tất cả những câu trên Bảo Ngọc cũng để trong ngoặc kép. Cái thứ hai là việc cho rằng Việt Nam chậm phát triển hơn, tụt hậu thê thảm so với các quốc gia dân chủ như Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Singapore và đặc khu hành chính Hồng Kông là do Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm cho dân tộc mất đi nhiều cơ hội lịch sử như năm 1945. Những câu này Bảo Ngọc cũng để ở trong ngoặc kép.
Thưa quý vị, là hắn ta còn cho rằng năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam đánh mất cơ hội đầu tiên. Cuộc cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim ngày 2 tháng 9 không cần xảy ra. Trên nguyên tắc, chính phủ Trần Trọng Kim đã giành được độc lập cho dân tộc. Đây là một cái lý luận ngu ngơ về chính trị. Sự thật thì nếu không có cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 với sự vùng dậy của các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua mặt trận Việt Minh, thì tên đất nước Việt Nam không thể trở lại bản đồ chính trị thế giới với tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2 tháng 9 năm 1945. Hơn nữa, nếu không có trận quyết chiến chiến lược giữa một Việt Nam rũ bùn đứng dậy sáng lòa tại Điện Biên Phủ và Việt Nam đã giành thắng lợi, thì cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng là không thể kết thúc thắng lợi. Chứ đừng có nói kiểu hồn nhiên, các chính đảng yêu nước từ Khuynh đến Tả Khuynh đều có thể góp sức đánh đuổi thực dân Pháp và sẽ không có thảm họa chia cắt đất nước thành hai miền. Vì đây là giai đoạn các cường quốc thực dân thoái trào. Thưa quý vị, là trên thực tế thì những năm cuối cuộc chiến tranh, Pháp nhận được viện trợ của Mỹ về vũ khí, đạn dược, máy bay, nên mới nói tên này đã rốt lịch sử hiểu đơn giản lệch lạc về chính trị, về chiến tranh thì đừng có lạm bàn. Càng nói càng lộ cái ươn hèn của mình và cái ông luật sư phản quốc. Thưa quý vị, là sau năm 1975, cả nước cùng đồng chí đồng lòng hàn gắn vết thương chiến tranh, thực hiện đại đoàn kết dân tộc, hòa hợp dân tộc để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. 48 năm sau ngày miền Nam được giải phóng, Tổ quốc thống nhất kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, một đất nước Việt Nam phát triển về mọi mặt ngày càng được khẳng định vị thế, uy tín của mình trong khu vực và cộng đồng quốc tế là không thể phủ nhận hay bẻ cong. Cho nên luận điệu cho rằng năm 1975, sau khi chiếm được miền Nam, một lần nữa vì quyền lợi vị kỷ của Đảng, đắm chìm trong sự u mê ý thức hệ của Mác Lê, đã đánh mất cơ hội đại đoàn kết dân tộc. Những câu này Bảo Ngọc để trong ngoặc kép là xuyên tạc sự thật khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố và phát huy nguồn sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kỳ thực thì Đào Tăng Dược vẫn chỉ sử dụng con bài dân chủ, thần thánh hóa nền dân chủ tư sản để cho rằng Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm, là bịa đặt. Hắn cho rằng năm 1990, khi Đảng Cộng sản Liên Xô sụp đổ cũng chỉ vì chủ trương thà mất nước còn hơn mất Đảng. Cộng sản Việt Nam đã từ chối không tham gia tiến trình dân chủ hóa như các quốc gia Đông Âu và Trung Á. Những câu này Bảo Ngọc cũng để trong ngoặc kép. Hắn ta đã cố tình phủ nhận sự lựa chọn đúng đắn và những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1990, khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ cho đến nay. Cũng phải nhắc lại rằng Việt Nam gia nhập WTO vào ngày 7 tháng 11 năm 2006 và từ ngày 11 tháng 1 năm 2007 thì Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại lớn nhất thế giới này, không hề phụ thuộc vào Trung Quốc. Thưa quý vị, là Việt Nam buôn bán với Trung Quốc còn lợi nhuận gấp 10 lần buôn bán với Hoa Kỳ và các nước tư bản. Thực tế, kể từ khi nộp đơn xin gia nhập WTO vào ngày 1 tháng 1 năm 1995, Việt Nam đã qua 9 vòng đàm phán với biết bao khó khăn thử thách và đã đạt được mục tiêu cần thiết của mỗi vòng đàm phán. Tuy nhiên, vấn đề hoàn thiện hành lang pháp lý theo chuẩn mực quốc tế, nâng cao sức mạnh cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ, vấn đề hậu WTO là những việc quan trọng phải làm, cũng cần có thời gian để chuẩn bị chu đáo để đạt được kết quả cuối cùng. Cho nên việc mà Đào Tăng Dực cho rằng Việt Nam bị Trung Quốc lừa khi Cộng sản Trung Quốc bất ngờ gia nhập WTO trước Việt Nam, Cộng sản Việt Nam thà mất nước về tay Trung Quốc còn hơn mất Đảng, đã bị đàn anh gạt gẫm, bán rẻ quyền lợi Tổ quốc. Những câu này Bảo Ngọc để trong ngoặc kép. Không chỉ là cái sự ngô nghê về chính trị mà còn thiển cận trong quan hệ đối ngoại. Phải khẳng định rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn lấy lợi ích quốc gia dân tộc làm trọng, lấy ấm no hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu,
nên những luận điệu xuyên tạc sự thật, bôi nhọ uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bài viết này là thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, mà Đào Tăng Dực là một ví dụ. Bản chất của Đào Tăng Dực là xuyên tạc, chống phá, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi xây dựng một nền dân chủ đa nguyên. Thưa quý vị, là gần đây nhất thì Đào Tăng Dực đã điên cuồng chống phá Đảng và Nhà nước. Trên trang báo Tiếng Dân thì Đào Tăng Dực đăng bài viết với tựa đề "Nhận xét tổng quan về tiến trình dân chủ hóa đất nước từ hải ngoại", thông qua việc chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến sự đình động và suy thoái của tổ chức và cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Y muốn kêu gọi lôi kéo các cái tổ chức này tiếp tục thực hiện mục tiêu chuyển hóa dân chủ đối với Việt Nam. Thưa quý vị, là Đào Tăng Dực cho rằng đình động và suy thoái của tổ chức cộng đồng người Việt ở hải ngoại là do chính sách cấm nhập cảnh Việt Nam của Cộng sản Việt Nam hoặc đàn áp thân nhân tại quốc nội. Trước hết thì chúng ta khẳng định là Đào Tăng Dực đã nhận thức sai lệch và vu khống đường lối quan điểm của Đảng ta về chính sách xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam ở nước ngoài. Bởi lẽ những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Hiện nay thì cộng đồng người Việt ở nước ngoài có khoảng 5,3 triệu người ở trên 130 nước và vùng lãnh thổ, có cuộc sống ngày càng ổn định, hòa nhập và phát triển, gắn bó với quê hương và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt ở hải ngoại nhập cảnh về quê hương, Đảng và Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều nghị định, nghị quyết về xuất cảnh, nhập cảnh, tiếp tục hoàn thiện pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và triển khai đồng bộ các chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài về nước làm việc, thường trú, đầu tư sản xuất kinh doanh. Đối với thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài, Đảng và Nhà nước Việt Nam chưa bao giờ phân biệt đối xử hay đàn áp cũng như đe dọa. Ngược lại, luôn chăm lo cuộc sống của họ, động viên cũng như là khuyến khích, tạo điều kiện để họ được xuất cảnh ra nước ngoài thăm người thân hoặc đón người thân ở hải ngoại trở về Việt Nam. Thực tế thì đã chứng minh Đảng và Nhà nước Việt Nam không cấm cộng đồng người Việt ở hải ngoại nhập cảnh về quê cha đất tổ, chưa bao giờ đàn áp thân nhân người Việt ở hải ngoại như lời bịa đặt của Đào Tăng Dực. Nhà nước Việt Nam chỉ cấm nhập cảnh đối với những kẻ phản động, những kẻ có mưu đồ đen tối, hòng chống phá Đảng, Nhà nước như Đào Tăng Dực mà thôi. Cái thứ hai là Đào Tăng Dực còn vu khống rằng đình động và suy thoái của tổ chức và cộng đồng người Việt ở hải ngoại là do chính sách đổi mới vừa đánh vừa xoa của Cộng sản Việt Nam. Lý do mà Đào Tăng Dực đưa ra hết sức là vô lý, thiếu thực tế, bởi sự nghiệp đổi mới ở nước ta đang đi vào chiều sâu và đạt được những thành tựu to lớn. Trải qua 37 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế mạnh mẽ và sâu rộng, kinh tế tăng trưởng và ổn định. Quốc phòng an ninh được tăng cường, văn hóa xã hội có bước phát triển mới, đời sống nhân dân đã từng bước được nâng lên, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị được củng cố, độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, vị thế cũng như uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Và để thu hút cộng đồng người Việt ở nước ngoài về tham gia xây dựng quê hương, Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương chính sách về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục khẳng định tình cảm và trách nhiệm của Đảng cũng như Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, luôn luôn đáp ứng nguyện vọng chính đáng của kiều bào, khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hướng về quê hương đất nước. Như vậy là chúng ta có thể khẳng định là chính sách đổi mới của Việt Nam là phù hợp với quy luật khách quan, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Không có chuyện là vừa đánh vừa xoa, không có chuyện là thẳng tay đàn áp bất kỳ một cá nhân hay tổ chức nào như lời bịa đặt của Đào Tăng Dực. Những luận cứ mà Đào Tăng Dực đưa ra càng làm cho chúng ta thấy rõ hơn sự bất lực, hoang mang, lo sợ của y khi nhận thấy cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại không còn hào hứng với tiến trình chuyển hóa dân chủ đối với Việt Nam của y và đồng bọn của y nữa. Mặc dù niềm tin hoang tưởng trong Đào Tăng Dực vẫn còn, song mọi hy vọng, kỳ vọng của y chắc chắn sẽ bị đập
tan thành mây khói và không có một kết cục tốt đẹp. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị ở trong các chương trình sau. Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của Việt TV. Thank you.